Kim Vũ Thời báo chấm D xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Lao động Việt Nam thừa cử nhân, thiếu tay nghề. Ngày 6 tháng 2, báo Dân Trí đưa tin Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt FOMI, thực hiện khảo sát trên gần 80.000 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 273.000 lao động trong năm 2022. Kết quả cho thấy gần 86% vị trí việc làm mà doanh nghiệp tuyển dụng cần lao động có tay nghề đã qua đào tạo. Điểm nổi bật của thị trường là nhu cầu nhân sự trình độ nghề như cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề có tỷ lệ áp đảo so với nhu cầu nhân sự trình độ đại học trở lên. Dân trí cũng cho hay, trong năm 2022, FOMI cũng tiến hành khảo sát nhu cầu tìm việc của gần 140.000 người. Kết quả cho thấy 78,86% tổng số người tìm việc làm có trình độ đại học trở lên. Trong khi đó, số người có trình độ cao đẳng đi tìm việc chỉ chiếm 13,93%, trình độ trung cấp là 3,14%, trình độ sơ cấp chỉ là 1,61%, tức số người trình độ nghề đi tìm việc chiếm 18,68% tổng nguồn cung. Và đây là hình bài viết trên báo Dân Trí. Theo Dân Trí, kết quả khảo sát trên cho thấy doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần rất nhiều lao động có trình độ nghề, nhưng nguồn cung chỉ đáp ứng được một phần, còn lao động có trình độ đại học trở lên lại dư thừa. Nghịch lý trên dẫn đến tình trạng lao động có trình độ đại học phải làm trái ngành hoặc làm những vị trí công việc chỉ cần trình độ cao đẳng, trung cấp, thậm chí là sơ cấp, gây lãng phí chi phí đào tạo của xã hội. Tình trạng này không mới và cũng không chỉ xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Giới doanh nghiệp đã lên tiếng kêu ca về tình trạng này từ đầu những năm 2000. Chính quyền các địa phương cũng biết rõ tình trạng này, nhưng không có giải pháp. Tình trạng này xảy ra là do xã hội Việt Nam sính bằng cấp. Mọi gia đình đều muốn con em mình phải được học hành, đến nơi đến chốn, nghĩa là phải tốt nghiệp đại học, dù có thể là sau khi tốt nghiệp thì chẳng biết tìm việc ở đâu. Tình trạng này thể hiện ở câu mắng con của các bậc cha mẹ. Không chịu học thì chỉ có nước đi bán vé số, đi chạy xe ôm mà thôi. Nhưng chớ trêu thay, ngày nay học đại học xong thì cũng đi chạy xe ôm, có khác chăng là giờ đây cử nhân chạy xe ôm công nghệ, chứ không phải xe ôm truyền thống như đời cha ông. Xảy ra tình trạng này còn do chất lượng đào tạo của Việt Nam không đạt và không theo kịp những tiến bộ về khoa học kỹ thuật của thế giới. Điều này không chỉ xảy ra ở bậc đại học, ở những ngành nặng về học thuật, mà nó xảy ra ở cả các cơ sở đào tạo nghề. Vì vậy mới dẫn đến việc lao động không đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, kể cả lao động trí óc lẫn lao động chân tay. Và đây là hình công nhân đang làm việc trong nhà máy. Nhiều chủ sử dụng lao động than phiền rằng một cử nhân tốt nghiệp ngành kế toán nhưng không biết cách nhập dữ liệu, không biết lên bảng kê. Một kỹ thuật viên không biết xử lý các sự cố của máy móc. Hầu như các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại nhân lực sau khi tuyển dụng. Dân Trí dẫn lời ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, một trong những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải là thiếu lao động có trình độ, đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Trình độ ở đây không phải là bằng cấp đại học, mà là kỹ năng làm việc phù hợp. Ông Trần Anh Tuấn cho rằng, nhu cầu lao động trình độ đại học trở lên ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh chỉ dao động trong tỷ lệ từ 15% đến 20%. Tổng nhu cầu nhân lực ở các tỉnh thì tỷ lệ này càng thấp hơn. Theo ông, trong thời gian tới, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu công tác phân luồng vào trường nghề không được cải thiện một cách thực chất. Bởi xu hướng của thị trường hiện nay, là nhu cầu lao động có trình độ tay nghề sẽ tăng cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, Dân Trí cho hay. Để giải quyết vấn nạn thừa cử nhân, thiếu tay nghề, Việt Nam cần có một chiến lược đào tạo cấp quốc gia, thay đổi phương pháp đào tạo, thay đổi quan điểm, triết lý về đào tạo. Tuy nhiên, việc này e là không thể khi chế độ chỉ quan tâm đến việc duy trì và bảo tồn quyền lực cho đảng, duy trì một hệ thống giáo dục nhồi sọ và sợ hãi khi du nhập vào phương thức đào tạo từ phương Tây.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm đề với bản tin Lao động Việt Nam thừa cử nhân thiếu tay nghề. Kim Vũ Thời báo chấm đề xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình. Ngày 10 tháng 2, trang báo mạng Tiếng Dân đăng bài Ông Nguyễn Xuân Phúc với chiêu trò láo cá của tác giả Mộc Hạ bình luận về sự việc ông Phúc tranh thủ biện hộ cho gia đình trong khi phát biểu tại lễ bàn giao công tác chủ tịch nước. Quan điểm của tác giả cho rằng ông Phúc giở trò khôn lỏi, trò láo cá khi nói ra lời thanh minh này. Và đây là hình bài viết trên trang báo Tiếng Dân. Thời báo chấm D giới thiệu đến quý khán giả bài viết này để có những góc nhìn đa chiều về sự việc. Sự kiện ông nguyên chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xin thôi các chức vụ đang đảm nhiệm gây nên sự chấn động chưa từng có trong dư luận xã hội tại Việt Nam. Dù vậy, đối với người dân thì vụ việc này không thể nói là một bất ngờ lớn, mà bất ngờ thú vị thì đúng hơn, vì kết quả ngày hôm nay của ông Nguyễn Xuân Phúc đã được dư luận người dân râm ran từ cả năm nay rồi, giờ như một sự chứng minh. Phải chăng vì vậy mà trong buổi chia tay, bàn giao công việc cho bà Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thanh minh rằng gia đình tôi, vợ và các con của tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Thoạt nhìn cứ tưởng ông Phúc có ý định lợi dụng truyền thông để đôi chói, nhưng có vẻ như ông thấy thực hiện với chủ ý khác, thâm sâu hơn nhiều. Ông ta không những nói với bàn dân thiên hạ mà còn nhắn gửi đến các đồng chí của mình. Đây là sự khôn lỗi cũng như sự quá hiểu nhau, phòng khi bị lật kèo. Được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng là gì nếu không phải bằng giấy trắng mực đen với chữ ký của ông Nguyễn Phú Trọng? Một buổi làm việc với mục đích xác nhận gia đình ông Phúc không dính dáng gì đến Việt Á, có thể hình dung đại khái như sau. Giấy chứng nhận, gia đình tôi, vợ và các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Xác nhận các nội dung trên là đúng sự thật, đề nghị cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi, Nguyễn Phú Trọng đã ký. Ai xem video buổi lễ bàn giao đến đoạn này sẽ thấy ông Phúc chủ ý đọc to, rõ và nhấn mạnh. Và đây là hình ông Nguyễn Xuân Phúc. Việc hé lộ kim bài miễn tử đó là một chiêu rất cao tài, biết rằng cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương kia nó chẳng có chút giá trị pháp lý, pháp luật nào, nhưng nó lại có giá trị trong thực tiễn. Ông ấy thừa hiểu, phân bua rằng đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận như một sự chứng minh không liên quan đến Việt Á, chỉ đem lại sự mỉa mai và không thể đánh tan nghi ngờ từ phía người dân, phải không? Nhưng ý tưởng nói bóng nói gió cái sự chứng nhận kia thì khá đắt đấy, phòng trường hợp họ muốn tráo trở, lật kèo. Yên tâm đi, giờ thì mọi người đã biết có một thỏa thuận như vậy. Điều này giống như một đóng thêm một cái đinh, gia cố cho chắc chắn, cứ kê cao gối mà ngủ. Nhưng muốn chắc ăn 100% thì công bố ngay và luôn càng tốt. Chứ về phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thấp họ chả dám. Không ai có thể ngờ ông Phúc lại mách lẻo vụ này. Nhưng đây là sự khôn lỏi của ông ta, không còn gì để mất, chỉ có được thôi. Ông Trọng sẽ giữ lời hay lật lọng, cứ giấy trắng mực đen là chắc nhất. Nếu đó là cú lừa ngoạn mục, tung văn bản này lên mạng, thử hỏi còn mặt mũi nào để nhìn người trong thiên hạ nữa không? Tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải làm việc với ông Phúc để xác nhận không liên quan đến Việt Á? Nếu không liên quan thật, sẽ không cần hay không có nhu cầu này, phải không? Thậm chí còn bị ông Phúc dần cho một trận là đặng khác. Lo bò trắng răng, lấy đâu ra bằng chứng để kết tội? Vậy tức là có liên quan và Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ hô biến thành không liên quan. Hóa ra, ông Trọng chỉ đạo khởi tố vụ án Việt Á chỉ với mục đích ép buộc ông Phúc phải rời khỏi chính trường. Và để đạt được mục đích này, hai bên đã thương lượng, đánh đổi, tiến tới thỏa hiệp là đảm bảo an toàn cho người nhà ông Phúc khỏi liên quan đến Việt Á. Có thể nói, đây là thỏa hiệp ma quỷ làm ô nhục lò chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng.
Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Một góc nhìn khác về việc ông Phúc tự thanh minh cho gia đình. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.